Ngạt thở trước cảnh cứu tàu chở container bị cháy tại tân cảng Cát Lái. Ngọn lửa bùng phát trên tàu chở container, lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ và công an thành phố Hồ Chí Minh đã cứu chữa kịp thời khiến những người chứng kiến thở phào. Ngày 24 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ PCCC và CNCH cấp thành phố tại cảng Tân Cảng Cát Lái thuộc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn. Theo đó, tình huống giả định, tàu container tố cáo 30 có tải trọng 25.000 tấn trọng tải chở 1.500 container chứa hàng dễ cháy, nổ. Trong quá trình vận chuyển hàng hóa từ cảng các nước về Việt Nam đã chịu ảnh hưởng của bão lớn trên biển, hàng hóa trong container trên tàu bị sự cố dịch chuyển. Ma sát sinh nhiệt hình thành đám cháy âm ỉ trong các thùng container. Cảnh diễn tập chữa cháy tàu chở container đang neo đậu để xếp dỡ hàng tại tân cảng Cát Lái. Clip Quang Phương. Lúc 9 giờ ngày 24 tháng 9, khi tàu trung cấp 30 cập cầu cảng B7, cảng tân cảng Cát Lái tiến hành xếp dọc thì nhiệt độ các thùng container đã đạt giới hạn nồng độ bắt cháy và hình thành sự cháy bên trong các container trên tàu. Khi đang dỡ hàng từ trên tàu xuống vận chuyển vào bãi hàng, nhân viên trực cầu tàu phát hiện đám cháy phát ra từ container tại hầm hàng số 3 của tàu đã nhanh chóng báo động và báo cáo sự việc xảy ra cho cấp trên. Đội phòng cháy chữa cháy cơ sở nhanh chóng có mặt, tổ chức hướng dẫn công nhân và khách hàng di tản tới vị trí an toàn, tổ chức sơ tán hàng hóa trên tàu tránh cháy lan và sử dụng các trang thiết bị hiện có để tổ chức chữa cháy ban đầu. Trong quá trình sơ tán hàng hóa, tài xế hai xe đầu kéo hoang mang, lúng túng, xử lý bất cẩn đã để xe va chạm vào nhau khiến cả hai tài xế bất tỉnh. Cửa xe biến dạng, lực lượng tại chỗ không thể đưa hai nạn nhân ra ngoài. Trong khi đó, đám cháy trên tàu bùng phát ngày càng lớn, 12 thuyền viên hoảng loạn, nhảy xuống sông thoát nạn. Hai nạn nhân đuối nước bị mất tích, tình huống xảy ra vượt quá khả năng chữa cháy của lực lượng cơ sở. Lãnh đạo Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã xin chi viện của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thành phố Hồ Chí Minh. Nhận được tin, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thành phố Hồ Chí Minh đã huy động 116 phương tiện chữa cháy cùng nhiều lực lượng để tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Sau hơn 40 phút kể từ khi đám cháy xảy ra, với hơn 400 người tham gia, 33 xe tàu chuyên dụng chữa cháy được huy động và nhiều phương tiện khí tài hiện đại, các đơn vị nhanh chóng dập tắt đám cháy, ngăn chặn cháy lan sang các phương tiện khác, tổ chức thoát nạn cho 10 người, cứu nạn được 12 người, đảm bảo an toàn về người và phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Cuộc diễn tập đã diễn ra thành công, an toàn tuyệt đối. Dưới đây là chùm ảnh, phóng viên báo giao thông ghi nhận lại cảnh chữa cháy tàu chở container tại tân cảng Cát Lái.